Sư phụ chỉ kêu sư phụ này nhẫn nại thôi và đừng có cãi cọ ai hết trong những ngày kế tiếp. Sẽ gặp rất là nhiều cái chướng ngại và mấy họ thiên cũng vậy, nghịch nhiễn, tại vì nó gần gần kề á, nên quỷ ma nó dùng dĩ giờ chó, thì chúng ta phải nhẫn nại, họ thiên phải nhẫn nại, tất cả họ thiên đến hồi dự buổi Tết, tuy chúng ta làm rất là đơn giản, cũng vừa vui mà vừa mang nụ cười cho thế giới, đó là một cái đại phước. Trên thế giới này không có đoàn văn công hay là ê sa hay là thí nghe nào mà màu sắc lộng lẫy như chúng ta, gặp MC ngăn nữa. Nên thiệt, cứ hàng năm cứ theo cái này mình cứ làm, bởi vì mình không ở xa xôi nhưng mà mình không có gì có cái tấm lòng, thì không hết lòng thì tất cả nhiều người sẽ đón nhận, không phải chỉ có người người đón nhận mà cõi trời cũng đón nhận, cõi vô hình cũng đón nhận. Mấy vị nói trời ơi, mấy đệ tử của ngày bây giờ tụi nó rành hết, là biết hết rồi, nhớ lại 5-10 năm về trước có ông mình thái tử lủi thủi mình mấy ông này là mấy ông nói không không biết làm gì hết,